Xin nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị đại biểu và bà con đã đến với sân chơi Về Bản Em. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Sơn La tổ chức, cùng sự đồng hành tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank Sơn La và Viettel Sơn La. Vâng, thưa quý vị, và chương trình ngày hôm nay đang được diễn ra tại trung tâm xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, và hai tiết mục Múa Vui Sao Bản Mình Ơi do tốp nữ đội văn nghệ Bản Hịa thể hiện và tiết mục Tấu Sáo Giai điệu Bản Xa do anh Xuân Trước của đội văn nghệ Bản Mường Nưa vừa thể hiện đã mở đầu cho sân chơi Về Bản Em ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị và toàn thể bà con, sau một quãng thời gian dài nghỉ dịch Covid-19 đợt 2, thì hôm nay chương trình sân chơi Về Bản Em chính thức quay trở lại cùng đến với huyện Sông Mã. Và trong sân chơi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chứng kiến sự tranh tài của hai đội chơi là Bản Hịa và Bản Mường Nưa của xã Mường Lầm, huyện Sông Mã. Vâng, xin cảm ơn những tràng pháo tay hết sức giòn giã từ phía quý vị đại biểu và bà con. Và ngay bây giờ chúng ta tiếp tục dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón sự hiện diện của hai đội chơi Bản Hịa và Bản Mường Nưa, xã Mường Lầm cùng ra sân khấu. Xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, và trên sân khấu lúc này là những thành viên đại diện cho hai đội chơi Bản Hịa và Bản Mường Nưa. Và bên phía phải sân khấu, bên phía giáo thú Hàng Nga, đó là sự hiện diện của các thành viên của đội Bản Hịa. Và bên phía trái sân khấu, đó là những thành viên của đội Bản Mường Nưa. Và ngay bây giờ xin mời hai đội chơi chúng ta sẽ thể hiện tình đoàn kết giao lưu trong chương trình ngày hôm nay đi ạ. Vâng, xin cảm ơn hai đội chơi, và bây giờ xin mời hai đội sẽ quay về vị trí để chuẩn bị đến với các nội dung trong sân chơi ngày hôm nay. Xin mời. Vâng, kính thưa quý vị và toàn thể bà con, và trước khi được chứng kiến hai đội chơi sẽ tham gia tranh tài trong sân chơi Về Bản Em ngày hôm nay, thì ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị và bà con sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn giới thiệu về xã Mường Lầm cũng như hai đội chơi tham gia sân chơi ngày hôm nay mà phóng viên chúng tôi vừa thực hiện. Xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, vùng đất giàu bản sắc văn hóa truyền thống, là nơi sống lâu đời của ba dân tộc anh em, trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm đa số. Những ngày này, ai cũng hào hứng và phấn khởi bởi sau một thời gian tạm dừng nhiều hoạt động để phòng chống dịch Covid-19, lại có dịp cùng nhau giao lưu, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể hiện bản sắc truyền thống của dân tộc trong chương trình giao lưu Về Bản Em. Nghe tin chương trình Về Bản Em đến bản lúc nào thì chúng tôi toàn bị họp ban quản lý bản, xong rồi họp dân. Thế là dân cũng rất đồng tình, vui quá. Thế là các đội múa thì bởi vì chúng tôi đã sẵn sàng, lúc nào cũng có hết rồi. Đối với bà con nhân dân Bản Hịa thì những hoạt động thể dục thể thao dân tộc luôn được giữ gìn và phát huy trong các dịp lễ Tết của bản, của xã. Tham gia chương trình Về Bản Em, các vận động viên quần chúng của Bản Hịa vẫn đang miệt mài tập luyện để có kết quả tốt nhất. Cái dân tộc người Thái của chúng tôi thì nấu có nhiều môn thể thao rất đa dạng phong phú, và thứ nhất là về môn khởi kheo này là chúng tôi thường xuyên là khi có dịp lễ hội lễ Tết gì thì chúng tôi hay thường xuyên đi rèn luyện để đảm bảo sức khỏe. Trong sân chơi Về Bản Em sắp tới là chúng tôi muốn để quảng bá để cho bà con giữ gìn bản sắc cái môn thể thao này. Cũng như nhiều cộng đồng dân cư khác, từ xa xưa, đồng bào dân tộc Thái ở bản Mường Nưa luôn giữ gìn những nghề truyền thống gắn với tập quán sinh hoạt tại địa phương, lưu truyền từ đời này sang đời khác. Những sản phẩm như khăn piêu hay chải đánh cá được bà con làm ra bằng sự khéo léo của đôi tay đã thể hiện sự tinh tế trong thẩm mỹ và sáng tạo của đồng bào. Tham gia sân chơi Về Bản Em thì tôi cũng mong muốn để khán giả trong coi truyền hình để biết cái nghề đan dài phong tục tập quán của chúng tôi, dân sông nước của chúng tôi, để quảng bá lại cái nghề đan dài này cho mọi người biết, đồng thời cũng giữ gìn không để mai một đi. Bản Mường Nưa được coi là một trong số các bản có phong trào văn hóa văn nghệ nổi bật của xã Mường Lầm.
các làn điệu dân ca dân vũ truyền thống luôn được bà con nhân dân trong bản lưu giữ và phát huy. Qua đó không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của bà con nhân dân mà còn góp phần tích cực trong việc xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Về bản em thì các chị em rất là hào hứng, rất là tích cực để tham gia cái tập luyện, những cái tiết mục văn nghệ để tham gia cái chương trình. Và qua cái chương trình này thì chị em cũng mong muốn là chia sẻ cũng như là quảng bá những cái nét đẹp của bản đến với toàn thể bà con trong toàn huyện cũng như là rộng hơn nữa. Bà con nhân dân trên địa bàn xã Mường Lầm nói chung và nhân dân hai bản tham gia hội thi thì được phấn khởi, nô nức và háo hức để hướng tới cái sân chơi bổ ích để bà con nhân dân được thể hiện và tham gia cái sân chơi game show Đường về bản em trên địa bàn xã Mường Lầm cũng như giới thiệu về nét đặc sắc rồi cũng như văn hóa tinh thần trên địa bàn xã Mường Lầm nói chung và hai bản tham gia thi đấu tại sân chơi này nói riêng. Là hai đơn vị nổi bật trong phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và xây dựng nông thôn mới của xã Mường Lầm, cùng với sự chuẩn bị tập luyện kỹ lưỡng, nghiêm túc cho các phần thi, bản hiện và bản mừng nưa hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một chương trình đặc sắc hấp dẫn. Chào mừng quý vị và bà con đã quay trở lại sân chơi Về bản em, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Sơn La tổ chức với sự đồng hành tài trợ của Agribank Sơn La và Viettel Sơn La, và chương trình đang được diễn ra tại trung tâm xã Mường Lầm, huyện Sông Mã. Vâng, kính thưa quý vị và toàn thể bà con tham gia sân chơi Về bản em ngày hôm nay, hai đội chơi của chúng ta sẽ trải qua 4 phần thi. Phần thi đầu tiên là phần thi nét đẹp bản tôi, phần thi thứ hai là phần thi khéo tay hay nghề, phần thi thứ ba là phần thi hát hay đàn giỏi, và phần thi thứ tư là phần thi trò chơi dân gian thể thao dân tộc. Vâng, và để đưa ra những nhận xét đánh giá cho điểm hai đội chơi trong sân chơi ngày hôm nay, đó là những vị trong ban thẩm định. Xin trân trọng giới thiệu 3 vị trong ban thẩm định của sân chơi ngày hôm nay. Vị thẩm định đầu tiên, ông Lò Văn Duyến, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Lầm, huyện Sông Mã. Xin được trân trọng giới thiệu vị thẩm định số 2, ông Bạc Cầm Phát, đội phó đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Sơn La. Và vị thẩm định thứ 3, xin trân trọng giới thiệu bà Vì Thị Hồng, cán bộ văn hóa Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Sông Mã. Vâng, đó là 3 vị trong ban thẩm định sẽ có những nhận xét đánh giá qua các phần chơi của hai đội trong sân chơi ngày hôm nay. Sẽ có những nhận xét và cho điểm, đội nào giành được nhiều thẻ hồng hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Và ngay sau đây, không để quý vị và bà con chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên trong sân chơi ngày hôm nay. Đó là phần thi Nét đẹp bản tôi. Vâng ạ, xin mời toàn thể quý vị và bà con hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng cổ vũ cho đội chơi sẽ tham gia phần thi nét đẹp bản tôi đầu tiên ngày hôm nay. Đó là đội thi đến từ Bản Hiệu. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể bà con, lời đầu tiên thay mặt đội thi đến từ Bản Hiệu, xin gửi tới quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con lời chào, lời chúc trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể bà con, Bản Hiệu thuộc xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, bản cách trung tâm xã 3 km và cách thị trấn Sông Mã 30 km. Bản Hiệu có tổng diện tích tự nhiên là 618 ha, có 166 hộ với 872 nhân khẩu. Phía đông giáp với bản Co Khương, xã Trường Phung, phía bắc giáp với bản Tính Lá, xã Pá Lông, huyện Thuận Châu, phía tây giáp với bản Nà Và, phía nam giáp với bản Mường Tở. Bản có một chi bộ được thành lập từ năm 1981, cho đến nay có 32 đảng viên tham gia. Thể chế hóa kịp thời nghị quyết của chi bộ, nhân dân trong bản đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cây có hiệu quả. Nhờ vậy, đời sống nhân dân được cải thiện, tinh thần được nâng cao. Vâng, đội văn nghệ trong bản thường xuyên luyện tập để giao lưu vào các dịp lễ lớn. Các nghề truyền thống như đan lát, thêu thùa, dệt vải cũng được giữ gìn và phát huy. Lễ hội Xiên Bản, Xiên Mường cũng được tổ chức hàng năm.
cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho đời sống nhân dân được ấm no, bình an và hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể bà con, nhờ các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, Bản Hiệu hôm nay đã có nhiều đổi thay. Nhà trường, nhà văn hóa cũng được xây dựng khang trang rộng rãi. Các cây cầu cũng được dựng lên để bà con nhân dân đi lại thuận lợi. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, nếu quý vị đến với Bản Hiệu hôm nay, quý vị sẽ được khám phá, chiêm ngưỡng những hang động đẹp như hang Thẩm Đin, hang Thẩm Cộng và thác Ái Đuông. Được hòa mình với mó nước đầu nguồn trong lành mát mẻ, nước chảy quanh năm. Ngoài ra, quý vị sẽ được thưởng thức những chum rượu cần ngọt ngào ngây ngất, thưởng thức món cơm lam, cơm nếp dẻo và cá bình tộp. Đó là những món đặc trưng của người Thái Bản Em. Và điều đặc biệt, quý vị sẽ được tay nắm tay trong điệu xòe thân ái. Chắc hẳn quý vị sẽ không thể nào quên được vẻ đẹp nơi này. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể bà con lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cho chương trình Về Bản Em hôm nay thành công rực rỡ. Thì ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị và bà con hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón đội thi đến từ bản Mường Nưa tham gia phần thi Nét Đẹp Bản Tôi. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể bà con. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho đội thi đến từ bản Mường Nưa xin gửi tới quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể bà con lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể bà con, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, bản Mường Nưa đã tồn tại và phát triển theo dòng chảy của thời gian. Năm 2012, bản Mường Nưa được tách ra làm hai bản là bản Mường Nưa và bản Mường Nưa 2. Đến năm 2019, được thực hiện theo nghị quyết của Đảng, bản Mường Nưa đã sáp nhập với bản Mường Nưa 2, lấy tên bản là bản Mường Nưa. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể bà con, bản Mường Nưa nằm ở trung tâm xã Mường Lầm, phía đông giáp với bản Nà Và, phía bắc giáp với bản Hủy Én, phía tây giáp với bản Hủy Bàn xã Triềng En, phía nam giáp với bản Mường Cang. Vâng, kính thưa quý vị, bản Mường Nưa có tổng diện tích tự nhiên là 280 ha, có 250 hộ với 1.174 nhân khẩu. Có hai dân tộc cùng sinh sống, đó là dân tộc Thái và dân tộc Kinh. Kính thưa quý vị, bản Mường Nưa có hai đơn vị trường học đóng trên địa bàn là trường Mầm Non Tuổi Hoa, trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Mường Lầm. Bản cũng có một chi bộ được thành lập từ năm 1978. Đến nay, chi bộ có 49 đảng viên. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể bà con, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, bản Mường Nưa đang xây dựng nông thôn mới. Đường đi ngõ xóm cũng dần được bê tông hóa, đời sống nhân dân được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng được đảm bảo. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể bà con, về phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng được phát triển. Bản Mường Nưa có đội văn nghệ thường xuyên hoạt động có hiệu quả. Đây cũng là món ăn tinh thần và là nơi hội tụ đông vui của những ngày lễ hội. Mời ai đến thăm bản Mường Nưa cùng chung chân bước với nhịp xòe, tay nắm tay nhau cùng xích lại, vòng xòe thân ái nối yêu thương. Vâng, và cuối cùng một lần nữa xin được gửi tới quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể bà con lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cho sân chơi Về Bản Em thành công rực rỡ. Vâng, và với phần thi Nét Đẹp Bản Tôi của hai đội đều hết sức ấn tượng như vừa rồi, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đánh giá từ phía ban thẩm định. Xin mời ban thẩm định ạ. Đầu tiên là phần Nét Đẹp Bản Tôi của đội Bản Hiệu. Vâng, và thẻ hồng tuyệt đối dành cho Nét Đẹp Bản Tôi của Bản Hiệu. Xin chúc mừng. Vâng ạ.
Bản Hịa đã giành được 3 thẻ hồng và không biết bản Mường Nưa sẽ có giành được 3 thẻ hồng như bản Hịa hay không. Vâng, xin mời ban thẩm định ạ. Vâng, bản Mường Nưa kém hơn bản Hịa 1 thẻ hồng, được 2 thẻ hồng, 1 thẻ xanh. Xin được chúc mừng hai đội. Và ngay sau đây, không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp theo trong sân chơi ngày hôm nay. Đó là phần thi khéo tay hay nghề. Vâng, thưa quý vị, và trong phần thi khéo tay hay nghề ngày hôm nay thì hai đội đã thống nhất thi nam thì thi đan chài và nữ thì thi chắp cúp piêu. Và hai đội sẽ cùng thực hiện công việc này trong thời gian là 10 phút sau khi có hiệu lệnh bắt đầu bấm giờ của MC. Và sau đây thì xin mời hai đội sẽ vào vị trí để đến với phần thi khéo tay hay nghề. Vâng, thưa quý vị và con, và đối với đồng bào dân tộc Thái Tây Bắc Sơn La chúng ta thì thường cư trú tại các thung lũng vùng thấp, nơi có nhiều ao hồ sông suối. Nên ngoài việc canh tác ruộng nước thì bà con còn có nghề đánh bắt cá trên sông suối ao hồ. Và những chiếc chài như thế này do chính tay bà con tự làm ra là những vật dụng không thể thiếu được để làm công việc đánh bắt cá trên ao hồ sông suối. Và hiện nay đến với sân chơi ngày hôm nay thì hai đội chơi bản Hịa và bản Mường Nưa đã chuẩn bị đan được khoảng 50 phân chiếc chài này. Và công việc ngày hôm nay là các nghệ nhân của hai bản sẽ thi đan, xem đội nào đan được nhiều mắt chài hơn thì sẽ giành phần thắng. Và bên cạnh Giáo Tú lúc này là một nghệ nhân của đội bản Hịa. Vâng, xin hỏi chú là hiện giờ thì chú cảm thấy thế nào trước khi đến sân chơi ngày hôm nay? Rất vui ạ. Rất vui đúng không ạ? Chú đang nở một nụ cười rất là tươi và một tinh thần rất là phấn chấn, phấn khởi đến với phần thi này. Và xin hỏi chú là bình thường mà mình làm một cái chài để hoàn thiện một chiếc chài để đánh bắt cá được ở trên sông suối thì mất nhiều thời gian không ạ? Vâng, khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Vâng ạ, 1 tuần đến 10 ngày. Và ngoài ra thì mình có bán ra ngoài thị trường để thêm phần thu nhập cho gia đình mình không ạ? Vâng, chúng tôi thường đem ra bán thị trường, ra chợ ấy là 400 một cái. Vâng, một cái chài. Vâng ạ, cũng rất có giá trị đúng không ạ? Vâng, và xin chúc chú sẽ hoàn thành thật tốt công việc đan chài ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị và toàn thể bà con, có thể nói đồng bào dân tộc Thái có rất nhiều nét văn hóa phong phú đa dạng. Và khăn piêu thì không chỉ là vật đội đầu mà còn là biểu tượng tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Thái. Và trong phần thi ngày hôm nay thì các chị em phụ nữ của hai đội chơi sẽ tham gia phần thi gắn cút piêu. Và lúc này thì chúng ta có thể thấy là các chị em đang rất sẵn sàng cho phần thi này. Và mỗi đội chơi của chúng ta đã gắn được 4 chiếc cút piêu trên các đầu khăn piêu này ạ. Và phần thi này thì có 10 phút và đội nào gắn được nhanh, nhiều và đẹp thì sẽ giành phần thắng ạ. Vâng ạ, lúc này xin hỏi hai đội chơi chúng ta đã sẵn sàng đến với phần thi khéo tay hay nghề chưa ạ? Vâng ạ, Giáo Tú Nga đã nghe thấy những tiếng sẵn sàng từ hai đội chơi rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng hai đội chơi bước vào phần thi khéo tay hay nghề đúng không ạ? 3, 2, 1, bắt đầu! Để hoàn thành một chiếc khăn piêu, người phụ nữ Thái phải mất 3 tháng dệt vải, thêu thùa, tự tìm kiếm cho riêng mình những màu sắc, đường nét thích hợp nhất. Hiện nay, cuộc sống đã và đang ngày càng phát triển. Đồng bào dân tộc Thái đã tiếp cận nhiều hơn với nền văn hóa của các dân tộc khác. Nhưng chiếc khăn piêu luôn được trân trọng và gìn giữ như một nét văn hóa đặc trưng, in đậm bản sắc của dân tộc Thái. Vâng, kính thưa quý vị, và sân chơi ngày hôm nay đang diễn ra tại trung tâm xã Mường Lầm. Như quý vị đang thấy thì mặc dù thời tiết hết sức là nắng nóng, tuy nhiên chương trình ngày hôm nay đã đón nhận được sự cổ vũ hết sức đông đảo của bà con nhân dân trong xã Mường Lầm đến cổ vũ cho hai đội chơi bản Hịa và bản Mường Nưa trong sân chơi ngày hôm nay với những tràng pháo tay rất giòn giã để cổ vũ cho hai đội chơi. Vâng, có thể nói rằng công việc đan chài cũng như đính cút piêu, thêu khăn piêu là những công việc thường xuyên hết sức quen thuộc của bà con dân tộc Thái Tây Bắc Sơn La chúng ta.
Bởi vậy mà chúng ta đang chứng kiến những đôi bàn tay rất là nhanh chóng, rất khéo léo để đính những phút phiêu để hoàn thiện một chiếc khăn phiêu. Vâng, và thời gian trong một chiếc khéo tay nghề của chúng ta đã đi được một nửa chặng đường rồi, được 5 phút rồi. Vâng, chúng ta đang chứng kiến không khí cổ vũ hết sức là náo nhiệt, hết sức là tuyệt vời của bà con xã Mường Lầm cổ vũ cho hai đội chơi trong sân chơi về bản em ngày hôm nay. Vâng, và thời gian trong vượt đi khéo tay nghề còn 3 phút nữa. Vâng, như Gia Tú đã giới thiệu lúc đầu thì chiếc chài ngày hôm nay thì hai đội đã chuẩn bị đan sẵn 50 phân. Và đến giờ thì theo như quan sát thì độ dài của chiếc chài đã có khả năng đã đến được 70 phân rồi. Và phần phút phiêu của chị em cũng đã đang được đính, sắp sửa hoàn thiện xong được chiếc khăn phiêu. Vâng, và thời gian chúng ta còn 2 phút nữa. Còn 30 giây nữa. Vâng, hai bác của hai đội Bản Hiệp, Bản Mường Nưa trong phần đi đan chài đang chạy đua với thời gian vì chỉ còn 20 giây nữa. Và không biết là đội Mường Nưa hay đội Bản Hiệp sẽ đan được nhiều hơn đây. Vâng ạ, còn 10 giây thôi. Và Hằng Nga và Giang Tú sẽ đếm ngược ạ. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Để nhận xét đánh giá kết quả trong phần thi khéo tay hay nghề ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời các thành viên của ban thẩm định ạ. Thưa quý vị, là qua xem hai bác đan thì cảm thấy hai bác rất là thuần thục, đan rất là tốt, hai bác đều đan rất là đẹp. Về số lượng thì phần đan chài của bản Mường Nưa là nhiều hơn một chút, nhưng về độ đẹp cũng như là độ chắc chắn thì Tân Phát thấy bản Hiệ có vẻ là tốt hơn một chút. Vì vậy Tân Phát đánh giá phần đan chài của hai bản ngang sức, ngang tài. Xin cảm ơn. Qua một thời gian 10 phút thì xem qua thẩm định thì tôi thấy bản phụ nữ bản Mường Nưa và bản Hiệ thì bản Mường Nưa hoàn thành sớm hơn và chắp cút đẹp hơn, và bản Hiệ thì hơi đang dở dang chưa xong đấy. Về tất nhiên là phần thắng là thuộc về bản Mường Nưa rồi. Vâng, thưa quý vị, như vậy hai đội đã rất nhanh chóng vừa thể hiện xong phần thi khéo tay hay nghề, và ngay bây giờ chúng ta tiếp tục gặp lại ba vị trong ban thẩm định để cùng xem ba vị trong ban thẩm định sẽ dơ thẻ cho điểm như thế nào đối với phần thi khéo tay hay nghề. Đầu tiên là phần thi đính cút piêu của bản Mường Nưa. Xin mời ban thẩm định. Vâng ạ, xin được chúc mừng bản Mường Nưa với 3 thẻ hồng trong phần thi gắn cút piêu. Vậy thì còn bản Hiệ thì sao ạ? Vâng, xin mời ban thẩm định ạ. 3 thẻ xanh ạ, vâng. Và phần thi đan chài ạ, phần của bản Mường Nưa ạ. Vâng, 1 thẻ hồng, 2 thẻ xanh. Còn bản Hiệ thì sao ạ? 1 thẻ hồng, 2 thẻ xanh ạ. Vâng ạ, xin chúc mừng hai đội đã hoàn thành xong phần thi khéo tay nghề. Xin mời hai đội về vị trí ạ. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi hát hay đàn giỏi của đội thi đến từ bản Hiệ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và vừa rồi quý vị và bà con đã được thưởng thức những lời khắp và điệu múa hết sức ngọt ngào uyển chuyển của đội thi đến từ Bản Hịa qua phần thi hát hay đàn giỏi. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng chào đón đội thi đến từ Bản Mường Nưa qua phần thi hát hay đàn giỏi với hai tiết mục Múa Đất Mẹ Thân Thương do tốp nữ biểu diễn Khắp Thái Bản Mường Đổi Mới do Lò Thị Hôm thể hiện và phần đệm nhị Lò Văn Thanh. Mời toàn thể quý vị và bà con chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
sẽ tăng xài hơn hơn phải thó dài tăng tên là em ơi nhang mi sẽ lăn tạp tính lìn nền nhang mi máy yêu khóc kêu lăn xài tăng tên lò là hai đội chơi đang rất mong chờ kết quả từ phía ban thẩm định. Vâng, xin mời ban thẩm định. Trước tiên là phần cho điểm trong phần thi hát hay đàn giỏi của đội thi đến từ Bản Hịa. Vâng, ba thẻ hồng dành cho phần thi hát hay đàn giỏi của Bản Hịa. Còn Bản Mường Nưa ạ? Vâng ạ, một thẻ hồng và hai thẻ xanh dành cho Mường Nưa trong phần thi hát hay đàn giỏi. Vâng ạ, xin chúc mừng Bản Hịa đã giành được nhiều thẻ hồng hơn trong phần thi này. Và ngay sau đây thì xin mời toàn thể quý vị và bà con chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp theo trong sân chơi ngày hôm nay. Đó là phần thi trò chơi dân gian thể thao dân tộc. Và ở phần thi trò chơi dân gian thể thao dân tộc thì hai đội chơi của chúng ta sẽ tham gia thi đi cà kheo lấy ngô và phần thi kéo co. Và trước tiên chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đi cà kheo lấy ngô. Và ở phần thi này thì mỗi đội chơi sẽ chọn ra 4 thành viên và chúng ta sẽ thi theo hình thức tiếp sức ạ. Và xin hỏi hai đội chơi chúng ta đã rõ luật chơi chưa ạ? Bên này rõ chưa ạ? 5 phút trong phần thi trò chơi dân gian đi cà kheo lấy ngô. Bắt đầu! Vâng, đội Bản Hịa đi hơi trao đảo một chút nhưng mà anh đã đến được đích rồi ạ. Các thành viên của hai đội lưu ý ạ. Về đến đích sau khi về đến đích thả ngô vào đây thì chúng ta mới được đi ạ. Vâng, bắt đầu ạ. Vâng ạ, rất nhanh chóng. Các thanh niên rất khỏe của hai đội đã được lựa chọn trong phần thi này. Bên Bản Mường Nưa đã được 3 bắp ngô rồi. Bên Bản Hịa thì đang được 4 bắp rồi. Thời gian chúng ta được hơn 1 phút rồi. Vâng ạ, lúc này chúng ta có thể thấy là các thành viên của hai đội chúng ta đang chạy cà kheo lấy ngô ạ. Không phải đi cà kheo lấy ngô nữa ạ. Vâng, rất khẩn trương, anh đang chạy rất nhanh ạ. Quả là một việc không dễ dàng đúng không ạ? Tuy nhiên cho đến hiện giờ thì các thành viên của hai đội đang thể hiện công việc này đúng rất là vâng tốt ạ. Thời gian được 3 phút rưỡi rồi. Vâng ạ, trò chơi này đòi hỏi sự khéo léo nhanh nhạy ạ.
và khỏe thì chưa chắc đã thắng đâu ạ. Bên phía Bản Hiện thì đang chấp hành khá tốt, chưa bị phạm quy. Vâng. Còn ạ, bên Bản Mường Nưa thì đã có 2 lần phạm quy rồi ạ. Thời gian chúng ta còn 45 giây nữa. Vâng, còn 15 giây nữa. Và 15 giây cuối cùng thì không biết ai đồng chơi của chúng ta có lấy thêm được nhiều bát ngô về cho đội mình không ạ? Vâng, và trước khi đến với ban thẩm định thì không biết là đội Bản Hiện cảm thấy phần thi này thế nào? Xin hỏi anh. Cảm thi này là hơi thú vị. Thứ hai là các anh em toàn thể khán giả hồ ấy thì mình có sức hơi có người tiếp sức cho một tí. Đấy ạ, như Doãn Thu Hằng Nga đã chia sẻ lúc đầu thì sự cổ vũ của bà con là động lực rất lớn để cho hai đội chúng ta hoàn thành các phần thi trong ngày hôm nay. Và trước sân chơi này diễn ra, đội anh đã tập luyện nhiều không mà hôm nay là các anh chạy rất là tốt đấy ạ? Không, có lúc thì tối, lúc tối thì anh em cứ rủ nhau xuống tập. Tập thường xuyên tầm 1-2 buổi thôi, nhưng mà vẫn tiếp xúc được kiểu này thì quá vui hơn rồi. Có tập đi cà kheo lên bậc sàn của nhà sàn mình không? Chưa bao giờ, nhưng mà trước từ nhỏ ấy thì còn cao đến 1,5 cũng đi được mà. Nhưng bây giờ có tuổi rồi đi thấp hơn đúng không ạ? Chúc mừng đội Bản Mường Nưa. Và ngay lúc này thì chắc chắn là hai đội đang rất mong chờ kết quả mà đội mình đã lấy được những bắp ngô mang về. Và chúng tôi xin mời ban thẩm định ạ. Và trước tiên xin mời toàn thể bà con chúng ta sẽ cùng đếm nhá. Đây là kết quả của đội Bản Hiện ạ. Chúng ta cùng đếm ạ. 1, 2, 3. Bắp ngô. Và ngay lúc này chúng ta sẽ cùng xem số ngô của Bản Mường Nưa sẽ được bao nhiêu ạ. Vâng ạ, 1, 2, 3, 4, 5. Và 26 ạ. Kém vào bắp ngô. Chính tỏ là 2 lần bị phạm quy, đâm ra là các anh đã bị bớt đi 2 bắp rồi. Xin được vâng, xin cảm ơn ban thẩm định ạ. Chúc mừng đội Bản Hiện. Vâng, như vậy trong thời gian 5 phút trong phần thi đi cà kheo lấy ngô thì đội Bản Hiện đã là những người xuất sắc hơn và đã giành phần thắng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi kéo co. Hai đội chú ý, nâng dây, căng dây. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến ở hiệp 1 trong phần thi kéo co và đội Bản Hiện đang giành như thế. Chúng ta sẽ thi đấu trong 3 hiệp và tuy nhiên nếu đội nào thắng 2 hiệp thì giành phần thắng. Vâng, như vậy ở hiệp đầu tiên đội Bản Hiện đã giành phần thắng. Hai đội sẽ đổi bên ạ. Hai đội vào vị trí, nâng dây, căng dây. Vâng, thưa quý vị, như vậy trong phần thi kéo co này thì đội Bản Hiện đã giành phần thắng trong cả 2 hiệp. Xin chúc mừng đội Bản Hiện. Vâng, thưa quý vị, và trong không khí hết sức vui vẻ, đoàn kết, sôi động thì chúng ta đã vừa được chứng kiến những phần thi, những phần chơi hết sức là sôi động, hấp dẫn của hai đội Bản Hiện và Bản Mường Nưa. Và trước khi đến với phần công bố trao giải cho hai bản trong sân trường ngày hôm nay thì xin được mời các hộ có tên sau đây sẽ lên nhận quà từ phía ban tổ chức chương trình. Vâng, và ngay sau đây xin mời ông Lường Văn Hạc, trưởng phòng kinh doanh của Agribank Sông Mã sẽ lên trao những phần quà cho các hộ gia đình khó khăn.
Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ sẽ là giây phút mong đợi nhất trong sân chơi ngày hôm nay, đó là phần công bố giải cho hai đội Bản Hiệ và Bản Mường Nưa. Và hiện giờ thì trên tay Giao Thu Hoàng Nga đã có kết quả số thẻ mà đội Bản Mường Nưa và đội Bản Hiệ đạt được. Vâng, với số thẻ hồng đạt được của Bản Hiệ là 9 thẻ hồng và thẻ xanh là 5 thẻ xanh. Còn Bản Mường Nưa thẻ hồng 7 thẻ hồng, thẻ xanh 7 thẻ xanh. Và như vậy là Bản Hiệ đã giành giải nhất và Bản Mường Nưa giành giải nhì trong sân chơi về Bản Em ngày hôm nay ạ. Xin được chúc mừng hai đội chơi của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với trao giải nhất nhì cho Bản Hiệ và Bản Mường Nưa, ban tổ chức cũng trao những giải xuất sắc trong sân chơi ngày hôm nay. Xin được chúc mừng Bản Mường Nưa với phần thi khéo tay hay nghề và Bản Hiệ với phần thi nét đẹp bản tôi. Vâng, và ngay bây giờ sẽ là phần trao giải nhất, giải nhì. Xin được chúc mừng Bản Hiệ đã đạt được giải nhất trong sân chơi ngày hôm nay và giải nhì dành cho Bản Mường Nưa. Xin được trân trọng kính mời ông Lò Văn Duyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Lầm, và ông Lường Văn Hạc, Trưởng phòng Kinh doanh Agribank Sông Mã sẽ lên trao giải nhất cho Bản Hiệ và giải nhì cho Bản Mường Nưa. Xin trân trọng kính mời. Vâng, thưa quý vị, và sân chơi về Bản Em số 45 do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Sơn La tổ chức với sự đồng hành tài trợ của Agribank Sơn La và Viettel Sơn La tổ chức tại xã Mường Lầm, huyện Sông Mã xin được khép lại tại đây. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Sông Mã, xã Mường Lầm cùng toàn thể bà con nhân dân hai bản Bản Hiệ và Bản Mường Nưa đã nhiệt tình giúp đỡ tham gia sân chơi về Bản Em ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.